Ở đây ta có glucose là C6H12O6. Mình lên men để tạo thành 2C2H5OH. Ở đây yêu cầu chúng ta là tính thể tích dung dịch rượu. Ở đây đề cho như sau. Đề cho glucose chúng ta chiếm 2,5 kg. Và cái lượng phản ứng của nó bây giờ đề cho chúng ta là 20% tạp chất, thì phần ở đây là 80%. Yêu cầu chúng ta là thu được V ml dung dịch ancol 40 độ. Yêu cầu chúng ta là tìm V dung dịch rượu bằng bao nhiêu. Biết ở đây người ta cho chúng ta độ rượu là bằng 40 và cho D của rượu là bằng 0,8. Ở đây người ta kêu hao hụt mất 10%, thì hiệu suất ở đây sẽ bằng 100 trừ đi 10, hiệu suất đây là 90. Khi chúng ta làm những bài tập liên quan tới đồ rượu thì em phải nhớ cho thầy được hai công thức. Công thức đầu tiên là công thức đồ rượu. Đồ rượu sẽ bằng V rượu chia V dung dịch rượu nhân trăm. V rượu chia cho V dung dịch rượu nhân cho 100. Và công thức thứ hai đó là khối lượng rượu là bằng mol nhân cho M lớn và bằng V rượu nhân cho D. Như vậy đây chúng ta sẽ tính như sau. Đầu tiên em lấy 2,5, em nhân cho 80 chia 100 là ra khối lượng glucose phản ứng. Em chia cho 180 là ra mol. Mol này em nhân cho 2 là ra mol rượu. Em nhân cho 46 ra khối lượng rượu. Em chia cho có khối lượng rồi, em chia cho D là ra V rượu. D chúng ta là 0,8, thế ra V rượu. V rượu bây giờ để tìm V dung dịch rượu, em nhớ nhân 100 chia cho D rượu. Như vậy em nhân cho 100, em chia cho đồ rượu. Đồ rượu D cho chúng ta là 40. Do rượu chúng ta nằm đằng sau thì nhớ nhân cho hiệu suất chia cho 100. Và đây mình tính được 2,875. Như vậy ở đây mình chọn có đúng là câu D.